Em chào các bác nhá, đã trở lại kênh máy công cụ Đức Tùng. Hôm nay em xin review con máy tiện hiệu Takisawa. Được cái con này chất lượng, chạy êm, nên là em xin review cho bác xem. Nội dung thì nhìn ở đằng sau thì con máy này cũng rất là đẹp so với nhìn ở đằng trước. Thì đây nhá, nó là Takisawa TSL 800. Bác hả? Đấy, thì nhìn mặt đằng sau thì nước sơn cũng còn ok. Trên đầu thì nó hơi chóc chóc một tí, nhưng mà mình để nguyên bản thì vẫn hơn. Đằng sau bên hông, kể cả cái lỗ tí nữa bao nhiêu mình sẽ đo cho bác xem luôn. Anh ơi, sang này chạy tự động máy. Trước hết, trước khi vào phần chạy tự động thì mình soi này. Băng bi nó còn ngon như thế này này. Đấy, băng bi này còn rất ngon. Đấy, còn rất ngon thì mình đây, kể cả bàn nhé. Nước băng này, nước băng này nguyên bản luôn nha các bác nha. Đấy, nhìn rất sướng. Ở gần đầu này là để sản phẩm lên nó hơi dập một tí này nhá, nhưng mà không ảnh hưởng các bác nhá. Quan trọng là zin. Đây là chưa lau chùi này, còn dơ này. Takisawa TSL 800. Rồi, anh vào trong để chạy máy đi. Lúc chạy máy thì anh phải để cánh tay bên kia ra để cho em nhìn thấy. Đây, từ từ đây. Bật nút nào để đây. Bật nút đó để chuyển sang cây tự động chạy đây nhá. Đây, sập xuống đi, sập lại. Nhấc lên là cài nhá. Đó. Tự động chạy nhá. Ok, rồi nhả ra. Nhả ra, rồi. Đó, cái này là chạy tự động bàn dưới đây. Các bác này. Tự động bàn dưới đây nhá. Đó. Ok, rồi chạy gen. Đây chạy gen này, vào đây ha. Đây. Đây các bác để ý nhá. Chạy gen mà các bác thấy cứng á là các bác phải để ý này, phải để cái này về mo ha. Thì các bác về bắt đầu các bác mới chạy này. Đó, các bác để về mo thì các bác ấn cái là nó chạy xuống ha. Đấy, anh em phải để ý nhá. Đây. Các bác để ý chạy gen nhá. Rồi, sau khi xong, rồi xong một món. Bây giờ em sẽ thử các số cho bác nhá. Đây đạp thắng này. Đạp thắng. Bây giờ em sẽ chạy. Rồi, em đứng ra đây. Cái máy này là phải nói là êm tuyệt vời luôn. Đây, số bao nhiêu đây? 550. Số này là số 550, từ từ chờ em đi. Sửa lại máy quay góc quay cho. Ok, số này 550, rồi, số khác đi anh. Đây, số này là số, để em xem thử cho số bao nhiêu nhá. Số này là 1800. 1800 nhá, đây. 1800 này, êm du nhá các bác nhá. Cực kỳ êm luôn. Đây 1800 này. Bắt đầu vào phần kích thước nhá. 195 nhá. 195, rồi. Đo qua băng. Qua băng là 2 tấc chứ. 195 luôn. 195. Rồi, đo đây. Cái này là qua được 2 tấc 2. 2 tấc 1. Qua bàn giao được 2 tấc 1 nha. Ok. Rồi, chống tâm. Tâm châm
mở cục này ra, kéo ra đuôi ra, kéo đuôi ra bằng luôn, kéo ra, rồi kéo đẩy vào túi, rồi. Đây nha, 800 ngon nha, 800 đây, cũng như đuôi thì cũng như thông số ở đây rồi, nó ghi 800 TSL 800 là chống tâm được 800. Rồi em cảm ơn các bác đã quan tâm, nhưng mà băng bi là mới cát luôn bác nha, băng bi là tuyệt vời luôn á. Rồi cảm ơn các bác, cắm thắng lại nha bác nha, cái thắng này các bác để ý này. Rồi cái này là bao nhiêu? 270 vòng phút. Đây chạy số trừ này, số trừ này 270 này. Rồi bây giờ em sẽ chạy hết đằng kia là số 3 1000 nhá. Để tắt tắt này. Tắt này, dám thắng này. Dám một cái là đứng luôn nhá. Bỏ ra này, đấy. Rồi. Chạy đi số 155. Đây là số 155 nhá. Con này thì ngoài cái êm nha là ok, 155. Đây, còn tí em sẽ soi bước răng. Rồi. Dám thắng dám dứt khoát vào cái. Rồi chỗ này là số đây nhá, 1030. Rồi ok chạy. Đây em ru 1030. Rồi. Rồi thắng lại này, thắng lại đứng cứng ngắc. Thôi rồi không thử nữa. Giờ em sẽ đến vào phần chạy gen cho các bác xem nữa. Mới ạ. Em nhìn nó mới toang hết luôn. Kể cả từ cái bảng răng bức gen luôn, rất mới. Bức gen này không phải sắp nhông các bác nha. Đấy. Em soi cho bác xem luôn, bức gen này không phải sắp nhông. Đấy, mình sẽ đảo một số cái. Tại vì nó có này A B C D D này. Theo như hình nhá. A B C D D theo như hình đấy. Tuyệt vời các bác nha. Con này đây ví dụ như đảo này, đảo gen, đảo 70 60 80 đây, 70 60 80, xong lại 60 70 60, đảo qua đảo lại. Rồi em cảm ơn các bác đã quan tâm tới video. Rồi em cảm ơn các bác nha đã quan tâm tới video của em. Cảm ơn.